Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5 ngày 22 tháng 4 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh lần thứ 4. Hội đồng nhân dân huyện Tiên Lữ tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Cảnh giác với thông tin xấu độc về bầu cử trên không gian mạng. Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ huyện Ân Thi, xin giới thiệu phóng sự Ân Thi trên đường đổi mới. Triển khai hệ thống tiêu chuẩn OTAS trong quản lý mã số vùng trồng vải trứng theo tiêu chuẩn quốc tế. Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông gây thương vong về người. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 4 và sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Qua 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy và đảng viên Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đã tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, từng bước nâng cao ý thức rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, cơ quan văn hóa, đoàn thể vững mạnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả của các tổ chức, đảng viên vào thành tựu chung của tỉnh, hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 190 năm thành lập tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, mỗi đảng viên cần nêu cao trách nhiệm với quê hương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm, tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Mỗi tổ chức cơ sở đảng khẩn trương triển khai có hiệu quả nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, nêu gương người đứng đầu, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong từng cơ quan, đơn vị, cùng chung tay tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng trong chiều nay, Hội đồng Nhân dân huyện Tiên Lữ tổ chức kỳ họp thứ 12, tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Sự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Văn Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Lê Xuân Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nhiệm kỳ qua, Hội đồng Nhân dân huyện Tiên Lữ đã ban hành 146 nghị quyết, tổ chức 20 cuộc tiếp xúc cử tri, 65 cuộc giám sát chuyên đề. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm của huyện đạt gần 11%. Đến nay, huyện có 258 doanh nghiệp, thành lập 3 cụm công nghiệp và 3 làng nghề, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng trên năm. Giá trị thu trên 1 hectare đất canh tác đạt trên 170 triệu đồng trên năm. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện Tiên Lữ đã trình dự thảo một số nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 và cấp kinh phí công trình di chuyển trạm bơm An Viên và Phượng Tường. Sáng nay, tại khu Đại học Phú Hiến, Trường Đại học Thủy Lợi đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh. Sự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh thuộc Trường Đại học Thủy Lợi có tổng diện tích 57 ha, mỗi năm có khả năng tiếp nhận từ 35.000 đến 40.000 sinh viên. Khu giảng đường gồm 130 phòng học, được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học hiện đại. 3 khu vực thao trường có tổng diện tích 30.000 m2, phục vụ huấn luyện thực hành, rèn luyện kỹ năng. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh được thành lập có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo giáo dục quốc phòng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và khu vực lân cận. Thưa quý vị và các bạn, xuyên tạc, bịa đặt về công tác bầu cử, kêu gọi tẩy chay bầu cử,
là những chiêu trò được một số thế lực phản động tung lên không gian mạng nhằm chống phá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Điều này đòi hỏi mỗi người cần phải cảnh giác và có sự lựa chọn thông tin, đồng thời phải chủ động đấu tranh với những thông tin xấu độc về công tác bầu cử trên không gian mạng. Gần đây, trang mạng phản động này liên tục đăng tải một số bài viết bình luận sai sự thật, xuyên tạc về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trên Facebook. Còn kênh YouTube này liên tục có clip đưa những thông tin sai lệch về cuộc bầu cử. Trên không gian mạng đang có không ít thông tin xấu độc về bầu cử. Vì vậy, việc tiếp nhận thông tin đòi hỏi phải có sự chọn lọc trên cơ sở nhận thức, bản lĩnh chính trị và tinh thần cảnh giác của mỗi người. Tất cả những thông tin trên mạng thì chúng tôi cũng chọn lọc và cũng qua đó thì cũng thông báo cho các anh em đoàn viên thanh niên của mình để hiểu rõ về thứ nhất là từ luật bầu cử, nguyên tắc bầu cử cho đến những thông tin độc hại để cảnh báo đoàn viên thanh niên là không bị kéo theo những cái trang thông tin độc hại. Trên thông tin thì nó cũng nhiều các trang mạng nó cũng còn xuyên tạc, nhưng xong thì đối với cả bản thân và như vậy vận động nhân dân là thực hiện và chỉ xem những cái chương trình mà đối với cả của Đảng nhà nước như chương trình VTV1 hoặc là Đài Hưng Yên rồi một số các cái như vậy là thông tin chính thống. Bên cạnh việc chủ động nhận diện cũng rất cần chống lại các thông tin xấu độc, trong đó công tác tuyên truyền ngay từ cơ sở có ý nghĩa hết sức quan trọng để đấu tranh phản bác với thông tin xấu độc. Có những nội dung liên quan đến cái trang mạng những xấu phải lựa chọn những cái trang mà chính thống để tuyên truyền, đảm bảo tuyên truyền từ huyện đến cơ sở. Không gian mạng là ảo nhưng sự tác động là thật. Để tránh những thông tin xấu độc trên mạng về bầu cử, mỗi cư dân mạng cũng cần là cử tri có trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng, nhận thức chính trị đầy đủ, am hiểu về công nghệ. Bên cạnh đó cần thường xuyên truy cập, chia sẻ, quảng bá những trang mạng chính thống có tính định hướng cao như Hương Nhãn, Đất và Người Quân Khu 3, Hương Sen Việt. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 4 năm 1941, chi bộ ghép Giai Ninh Thôn thuộc xã Cẩm Ninh và Hồng Quang, huyện Ân Thi được thành lập và là chi bộ đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ huyện Ân Thi. Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ huyện Ân Thi luôn kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết, thống nhất, vận dụng linh hoạt chủ trương, đường lối của Đảng vào xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đầu năm 1941, đồng chí Lý Anh, cán bộ liên tỉnh B đã kết nạp được 5 hội viên phản đế ở Giai Thôn và Ninh Thôn vào Đảng. Từ đó làm tiền đề để ngày 24 tháng 4 năm 1941, tại Ninh Thôn thành lập chi bộ ghép Giai Ninh Thôn. Sự kiện này đánh dấu sự ra đời của chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Ân Thi, tiền thân của Đảng bộ huyện Ân Thi. Ông Đỗ Văn Bình, đảng viên 75 năm tuổi Đảng ở xã Cẩm Ninh nhớ lại, trước năm 1945, ông được các đồng chí trong chi bộ giao cho làm liên lạc và trông coi việc hoạt động bí mật của chi bộ. Khi có thông tin về địch sắp càng là ông thông tin để các đồng chí trong chi bộ biết và trốn thoát. Chính là thì nắm tình hình, báo cáo cho các anh nghe sao? Chỗ nào nó có cái gì? Các tình hình thì nó có cái gì không? Nó đường đường thực của thế nào? Có gì được cản thì mình biết đâu rồi, mình biết rồi bảo là nó sắp gì cản ở chỗ này. Thế thì bà tôi đủ qua để bố trí cho các ông trốn. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ đảng, sau này là đảng bộ huyện, trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Ân Thi ra sức thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được sao. Sau 25 năm tái lập huyện, Ân Thi đã có bước phát triển khởi sắc về mọi mặt, diện mạo từ nông thôn có nhiều đổi thay rõ nét, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Cùng với phát triển công nghiệp, để mạnh thu hút đầu tư, huyện Ân Thi đã chú trọng trong phát triển nông nghiệp. Có thể khẳng định, để có được kết quả trên là do ở mỗi giai đoạn Đảng bộ huyện đề ra nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để thực hiện. Phát huy truyền thống cách mạng là nơi chi bộ ghép Giai Ninh Thôn được thành lập cách đây 80 năm, Đảng bộ xã Cẩm Ninh và Hồng Quang đã cùng với nhân dân địa phương đồng lòng, nỗ lực tập trung phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đảng bộ và nhân dân xã Cẩm Ninh luôn luôn phấn đấu để hoàn thành tốt cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt cái nghị quyết đại hội đảng đề ra. Ví dụ như quy hoạch những cái vùng, quy hoạch thửa, vùng nào vùng chăn nuôi, vùng nào là vùng thủy sản, từng vùng và từ những cái việc
nuôi trồng này thì chúng tôi cũng quy hoạch thành những hợp tác xã. Xã Hồng Quang thì đang xây dựng đô thị loại 5. Thế tập trung trước hết thì cho cái quy hoạch phát triển đô thị. Cái thứ hai là phát triển kinh tế theo vùng. Và cái thứ ba là chăm lo đời sống an sinh cho xã hội. Thế ưu tiên cho các cái vùng phát triển về kinh tế, đặc biệt là chăn nuôi, rồi chuyển đổi cơ cấu cây trồng, rồi các cái lĩnh vực mà có cái nguồn thu nhập cao. Trước sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đòi hỏi huyện Ân Thi phải không ngừng phát triển về mọi mặt, xác định mục tiêu trở thành điểm thu hút đầu tư hấp dẫn với 8 cụm công nghiệp đã được quy hoạch, trong đó 4 cụm đã được thành lập, bước đầu thu hút hơn 30 dự án. Huyện Ân Thi đã chú trọng dành nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông để thu hút đầu tư. Huy động mọi nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông, vì chúng tôi xác định giao thông phải đi trước một bước. Bên cạnh đó thì chúng tôi phải lập và hoàn thiện lại toàn bộ quy hoạch, trong đó là quy hoạch vùng của huyện, rồi quy hoạch sử dụng đất của huyện 2021 đến 2030, tầm nhìn đến 2050. Và khi mà chúng tôi mà đã có quy hoạch được duyệt thì hạ tầng giao thông của chúng tôi mà phát triển đồng bộ thì đấy là một cái tiền đề để chúng tôi kêu gọi và thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư trên địa bàn của huyện. Các nhà đầu tư đã tìm đến với Ân Thi thì chúng tôi sẽ tạo ra sự đồng thuận trong nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư. Cái thứ hai nữa là mời gọi các nhà đầu tư và thực sự là Ân Thi trải thảm đỏ để đón các nhà đầu tư đến đầu tư trên địa bàn của huyện. Những thành quả của huyện Ân Thi trong 80 năm qua khẳng định vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên, sau này là Đảng bộ Ân Thi. Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ân Thi luôn nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26, xây dựng huyện Ân Thi ngày càng giàu đẹp văn minh, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng anh hùng. Ngày 22 tháng 4, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị nghiệm thu dự án xây dựng mô hình công nghệ khí canh sản xuất củ giống khoai tây sạch bệnh tại Hưng Yên. Dự án do Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện từ tháng 11 năm 2016. Khí canh là công nghệ trồng cây không cần đất, dinh dưỡng được phun trực tiếp vào rễ cây. Môi trường hoàn toàn sạch bệnh, chu kỳ khép kín từ khi trồng đến khi thu hoạch, tốt tiết kiệm được nước và dinh dưỡng. Đơn vị chủ nhiệm dự án đã tiến hành xây dựng nhà khí canh sản xuất củ giống gốc với quy mô 400 m², mô hình nhà màn sản xuất củ giống tiêu nguyên chủng với quy mô 6.000 m², kho bảo quản lạnh củ giống công suất 20 tấn giống trên một năm và tiến hành sản xuất thử nghiệm trên thực tế cho kết quả tốt. Dự án đã mở ra hướng mới trong việc sản xuất củ giống khoai tây sạch bệnh chất lượng cao, giúp chủ động về nguồn giống phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh. Hệ thống tiêu chuẩn OTAS có khả năng truy xuất và xác thực nguồn gốc của sản phẩm, trong đó có mặt hàng nông sản. Và hiện nay, hệ thống này đã triển khai trên nhãn, chuối, vải lai và đang được triển khai trên cây vải trứng Hưng Yên. Vùng vải trứng Hưng Yên ở thôn Ba Đông, xã Phan Sầu Nam, huyện Phù Cử có diện tích trên 10 ha của 70 hộ. Hiện nay, các đơn vị chức năng đang xác định tọa độ vùng trồng, hộ nông dân, tên thương mại, tên giống, tên khoa học, diện tích tổng số cây, sản lượng dự kiến, tổ chức tham gia cung ứng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón đang được sử dụng tại vùng trồng, tình hình phun sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, tình hình sinh vật gây hại tại vùng trồng. Chúng tôi sẽ quy hoạch lại cái vùng trồng trên địa bàn xã Phan Sầu Nam. Thì hiện nay thì theo cái chương trình làm việc với cả ủy ban xã thì chúng tôi đã hoàn thành xong sơ đồ giải thửa. Và dự kiến là trong thời gian sắp tới thì cùng với cả hợp tác xã, cùng với cả các bà con trong vùng trồng, chúng tôi sẽ tổ chức truyền đạt các cái kiến thức liên quan đến thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở cái vùng trồng này. Sau khi thực hiện bước thu thập thông tin vùng trồng, các đơn vị tiến hành thẩm định hồ sơ cấp xác thực mã số vùng trồng, đồng thời cắm vùng trồng ghi thông tin vùng trồng, gồm điểm kiểm soát, tên vùng trồng, mã vùng trồng, người quản lý, nhà sản xuất, địa chỉ vùng trồng, tọa độ bản đồ, diện tích, số hộ nông dân, sản lượng dự kiến và được tích hợp mã QR code giúp minh bạch hóa thông tin vùng trồng, dễ dàng truy xuất và xác thực xuất xứ nguồn gốc hàng hóa, cam kết của vùng trồng trong việc tuân thủ các quy định tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, bảo đảm yêu cầu về dư lượng của các nước nhập khẩu, tạo thuận lợi cho việc kết nối giữa vùng trồng và thương nhân thu mua. Quy vùng là nó được ổn định và cái thứ hai là cái chăm sóc và cái thu hái sản phẩm thì nó được đồng bộ. Sau khi đã được vào OTAS rồi thì giá trị nó rất cao, mang lại cái quyền lợi ích cho dân rất nhiều. Cho nên là chúng tôi cũng rất mong muốn là sớm được vào và cũng sớm được thực hiện. Vùng trồng vải trứng
được cấp mã số để giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, tăng cường năng lực quản lý kiểm tra, đánh giá, giám sát, kiểm soát chất lượng, quản lý sinh vật gây hại phục vụ xuất khẩu, nâng cao nhận thức của người dân trong việc tuân thủ các quy định tiêu chuẩn trong nước và quốc tế về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo yêu cầu về dư lượng của các nước nhập khẩu để nâng cao giá trị hàng nông sản và phát triển thương hiệu của tỉnh, đáp ứng hàng rào kỹ thuật càng chặt chẽ đặt ra ở các thị trường có giá trị cao. Để hoàn thành các tiêu chí trở thành đô thị loại 2, thời gian qua, thành phố Hưng Yên đã đầu tư gần 4.500 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Ngoài hoàn thành dự án mạng lưới và nhà máy xử lý nước thải, thời gian qua, thành phố Hưng Yên đã xây dựng mới và cải tạo trên 31 km đường giao thông đô thị, gần 145.000 m2 vỉa hè, 20 km cống thoát nước, 15 km đường ống cấp nước, 30 km đường điện chiếu sáng, 46 phòng học kiên cố và nhiều hạng mục công trình khác như đường điện sinh hoạt, ngầm hóa hệ thống viễn thông, trồng mới và thay thế 8.000 cây xanh đô thị với tổng kinh phí đầu tư gần 4.500 tỷ đồng. Đến nay, thành phố Hưng Yên đã có 4 trên 5 tiêu chí, 57 trên 59 tiêu chuẩn đã đạt của đô thị loại 2. Các tiêu chí còn lại đang tiếp tục phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Năm 2021, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của xã Mễ Sở, huyện Văn Giang đạt gần 63 tỷ đồng và việc chú trọng đầu tư cho xây dựng cơ bản sẽ góp phần sớm đưa Mễ Sở hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, xã đã triển khai thực hiện 7 công trình dự án đầu tư xây dựng cơ bản với tổng nguồn vốn đầu tư các công trình dự án đạt gần 46 tỷ đồng. Trong đó có 4 dự án chuyển tiếp với tổng vốn đầu tư gần 31 tỷ đồng và 3 công trình dự án thực hiện mới với tổng vốn đầu tư trên 15 tỷ đồng. Các công trình dự án đầu tư xây dựng cơ bản của xã đang được triển khai đều bảo đảm yêu cầu tiến độ đề ra như công trình nhà lớp học trường mầm non Mễ Sở, công trình mở rộng nhà lớp học chức năng trường trung học cơ sở Mễ Sở, công trình mở rộng nhà bộ môn kết hợp với phòng chức năng trường trung học cơ sở Mễ Sở và công trình đường trục từ DH25 đến trạm bơm xã Mễ Sở. Việc đầu tư xây dựng cơ bản sẽ góp phần đưa Mễ Sở sớm hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021. Sáng nay, tại nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc giải cầu lông cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh và vô địch các nhóm tuổi năm 2021. Tham dự giải có trên 200 vận động viên của 24 đơn vị là cán bộ lãnh đạo quản lý đến từ các sở ban ngành, huyện, thành phố và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 30 nội dung với gần 300 trận đấu. Đây là giải đấu được duy trì hàng năm nhằm động viên, khuyến khích phong trào luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, tăng cường giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan đơn vị. Giải sẽ bế mạc ngày 24 tháng 4. Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh những ngày vừa qua diễn biến phức tạp, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây thương vong về người. Từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 4, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người. Riêng ngày 20 tháng 4 trên địa bàn thành phố Hưng Yên xảy ra 2 vụ tai nạn làm chết 2 người. Vụ thứ nhất xảy ra trên quốc lộ 38B thuộc địa phận xã Trung Nghĩa giữa xe đầu kéo và xe máy khiến một người tử vong, và vụ tại đường An Vũ, phường Hiến Nam giữa xe máy biển kiểm soát 89B1-97929 do anh Đỗ Văn Hòa trú tại xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động điều khiển đã đâm vào xe ô tô biển kiểm soát 89K-6206 do anh Lê Quang Khản trú phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên điều khiển. Hậu quả anh Hòa tử vong tại chỗ. Mới đây, tại chung cư Sky 1 thuộc xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Văn Giang bắt quả tang Nguyễn Đình Tùng, sinh năm 1999, trú tại xã Trừng Chắc, huyện Văn Lâm, có hành vi về tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong người Tùng có 3 túi ni lông, bên trong có các chất kết tinh màu trắng và các viên nén màu cam. Bước đầu, Tùng khai nhận số vật chứng trên là ma túy tổng hợp mua của Phạm Xuân Ngọc, sinh năm 1997, trú tại thôn Vĩnh Lộc, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ngọc tại chung cư Sky 1, thu giữ nhiều chất tinh thể màu trắng, hơn 200 viên nén màu cam và số tiền trên 10 triệu đồng. Kết quả giám định toàn bộ số vật chứng thu giữ của Tùng và Ngọc đều là ma túy loại ketamin và methamphetamin và MDMA, có tổng khối lượng trên 130 gram.
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Ngọc theo quy định.